Hello, xin chào quý vị khán giả. Đẹp quá cả nhà ơi. Quá trời đẹp luôn. Hôm nay thì Tấm Sang sẽ cho cả nhà thấy lại cái đoạn đường đèo mà mình đi Đà Lạt nha cả nhà. Đó, nó được nới rộng ra. Đồng thời thì nó cũng đông đúc hơn những ngày nào. Tuy là Sang đang đi hôm nay là ngày thứ tư, đó không phải là ngày cuối tuần nha. Nay Sang đi đó là cái ngày thường á. Cảnh cả nhà thấy đẹp không? Thì bữa nay Sang đi là với mục đích chở vợ con với lão Phật gia nhà Sang đi Đà Lạt nghỉ dưỡng, đi công việc công tác của mình và công tác cho xã hội nhiều rồi, thì lâu dành thời gian ra. Thế nên là một giờ đó, chào mọi người đi. Xin chào mọi người. Chào nhỏ quá vậy. Xin chào mọi người. Bữa nay má mi đi đâu? Bữa nay má mi đi đi Đà Lạt. À, đi Đà Lạt. À, rồi còn lát nữa. Trời khổ quá. Ngày hôm nay được đi Đà Lạt lòng vui sướng quá trời luôn. Nghĩ này đi bao nhiêu lần rồi, mấy trăm lần rồi? Gì mấy trăm lần, lần này nữa có hai lần thôi. Gì? Đó, lần trước cũng con chở, lần này cũng con chở đi. Đó. Rồi đi với mấy người khác nữa chi? Mẹ cực khổ biết bao nhiêu năm rồi, đó, mẹ mong muốn chỉ có vậy thôi, con cái thương mẹ dìu dắt cho mẹ đi giải lao tí cho nó vui, thả chết cho nó đi. Ủa, xả chết nữa hả? Hả? Ủa, làm việc thì nhiều quá, xả chết nữa, trời ơi kìa. Ôi. Xin quý vị có cái chân gì sai sót, nhà quý vị khán giả trong và người nước hãy lòng. Hãy lòng gì? Hãy xa thứ cho. Xa thứ? Xa thứ cho. Xa thú. À. Có gì sai sót quý vị cũng quan hỷ á. Bữa nay bữa nay đi Đà Lạt được vui lắm. Vậy bữa nay lát nữa lộ bộ leo đèo ha. Thôi chào quý vị khán giả nha. Chào rồi, bây giờ hỏi bữa nay leo đèo nha. Trời ơi, lộ bộ leo đèo rồi. Bé Châu biết chào ai không? Dạ chào quý ông bà cô chú và các mạnh thường quân. Con tên gì? Con tên là Nguyễn Ngọc Thỏ Châu. Bao nhiêu tuổi? Dạ 14. Con đến từ đâu? Đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con của ai? Con nuôi của bố Sang. Con Thủy. Mở cái khẩu trang ra. Rồi. Con kế bên bé yêu đến từ đâu này? Tên gì vậy? Dạ em đến từ hội thiện nguyện BDS của anh Tấm Sang. Em tên là Thủy. Em xin chào tất cả quý cô chú anh chị trong và ngoài nước thân mến. Chào luôn tất cả các bé thiếu nhi. Hôm nay Thủy được đi nghỉ mát, cũng như là anh Sang thì tối ngày anh đi hoài, cho nên hôm nay anh cũng dành một chút thời gian cho gia đình. Cảm ơn ông Tấm Sang, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thật ra thì công việc á cả nhà, công việc thì nói chung ai cũng có công việc, ai cũng bận bịu bù đầu bù cổ. Nhưng mà nói gì nói, làm gì làm, phải nhín chút thời gian để công việc qua một bên, rồi dành thời gian đó khoảng cách nhỏ thôi cũng được cho gia đình, cho cha mẹ là quý rồi. Tấn nó sang vậy đó thì, làm thì làm bù đầu luôn, chơi ra chơi, nhưng mà chơi gì cũng vậy, vui sân không bao giờ quên nhiệm vụ, đó là gia đình. Cái gì sao mà Sang không quên nhiệm vụ? Thật ra mà nói, nếu như mà các bạn mà có gia đình thì dù là phái nam hay phái nữ, chúng ta hãy thường xuyên quan tâm đến gia đình và dành chút thời gian nào đó, dù chúng ta bận cái nào bận,
ví dụ đôi ba tháng hoặc một hai tháng hoặc là một tháng, chúng ta dành chút xíu thời gian với lại gia đình, người thân, đặc biệt là vợ con. Kế tiếp nữa là cái người mà chúng ta không nên bỏ là đó là gì? Phụ thân, phụ mẫu. Thì khi mà những người già lớn tuổi á, họ không phải là cần tiền, nhưng mà họ cần là cần cái tình thương của con cái dành cho những người lớn tuổi. Cho nên thì Sang cũng mong muốn rằng là các bạn, đặc biệt là giới trẻ bây giờ đó, thì thời buổi bây giờ nó hiện đại, có nhiều cái mà nó để cho chúng ta lao vào cái cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền. Cho nên hình thử giờ chúng ta bận bịu chăm bề, lớp nào về cái kinh tế mưu sinh, lớp nào để lo kiếm tiền để mà lo cho gia đình. Chúng ta không còn ở thời gian để mà bên gia đình nhiều. Nhưng mà mình cũng khuyên các bạn giống như những gì nãy Sang mới vừa nói. Và đặc biệt là nếu các bạn nào mà chưa có gia đình hoặc là có gia đình rồi, thì các bạn hãy nghĩ xem, nếu mai này các bạn già đi, các bạn có con có cái, các bạn già đi, cái các bạn cần là cái gì? Không phải các bạn cần tiền đâu, các bạn chỉ cần là con cái biết quan tâm, biết thương yêu là các bạn vui rồi. Còn bên cạnh đó thì gia đình, dù là chồng hay là vợ, và nếu như mà vợ mà có được một người chồng để mà quan tâm tới gia đình, dù bận cỡ nào bận nhưng mà đôi lúc cũng chưa một thời gian nha để mà chăm sóc cho vợ con, thì người vợ đó rất là vui. Nếu như một người phụ nữ mà họ hiểu, mà họ luôn trân trọng cái tình chung thủy của gia đình, thì họ không phải là cần tiền, họ cần là cần cái sự mà quan tâm, chia sẻ và đồng cảm. Còn đối với lại phái nam, phái nam cũng đâu phải là cần vợ đẹp, con ngoan, giàu có, chỉ cần là họ cần một người phụ nữ hiểu chuyện và biết thông cảm, biết chia sẻ, là người đàn ông đó cảm thấy hãnh diện, mà họ cũng cảm thấy đi ra ngoài đường họ muốn đi ngang, đi tắt, đi dọc họ cũng không dám nữa. Vì sao? Nếu mà họ dám làm cái chuyện đó thì họ cảm thấy cái lương tâm họ cắn đứt với lại một người phụ nữ ở nhà gia đình. Cho nên Sang thì không phải mà mình là giỏi giang hay là cái gì hết, nhưng mà Sang đã trải qua quá nhiều cái sự cay đắng trong cuộc đời rồi. Sang cảm nhận được cái sự mà hạnh phúc trong gia đình nó đến không phải là chỉ riêng chồng và vợ, mà còn phải đến với lại song thân của mình, đó là thân mẫu, thân phụ và con cái. Thì nếu mà chúng ta có luôn suy nghĩ đến cho những người xung quanh của chúng ta như vậy, thật sự và cuộc sống này nó rất là hạnh phúc, nó không có vô vị. Dù chúng ta nghèo hay chúng ta giàu có gì đó, ở một cái góc độ nào chúng ta cũng cảm thấy chúng ta nhẹ lòng và thanh thản, luôn được an vui trong cái cuộc sống khi chúng ta ở kế bên người thân trong gia đình của mình. Mà khi mà chúng ta được về với lại người thân trong gia đình, một trong cái mâm cơm sum vầy rộn ràng tiếng cười, hoặc là một cái chuyến đi dã ngoạn, hay là đi ăn một bát phở, một tô bún với cha mẹ hay là với lại vợ con, thì chúng ta cũng cảm thấy nó vui. Vui gì đó, trách nhiệm của chúng ta luôn để mà đặt vào trong cái việc mà gia đình, thì chúng ta vui vì cái điều đó chúng ta đã làm được. Dù rằng làm không được nhiều, nhưng tối thiểu chúng ta cũng không làm được, không làm cho gia đình mình buồn. Đó là những gì mà Sang chia sẻ với quý vị. Thì không phải là mình giỏi giang hay này kia cái nọ, mình trọn vẹn để mà mình nói để mình về đời ai hết. Nếu như mà nghĩ Sang về đời thì Sang thành thật xin lỗi. Còn nếu như mà nghĩ Sang là chia sẻ để mà cái thông điệp gửi đến cho các bạn trẻ thời buổi bây giờ, thì rất mong mọi người hãy đồng quan điểm. Vì sao
thực sự ra Sang năm nay cũng không còn nhỏ gì, cũng hơn nửa đời người rồi, hơn nửa đời người nha cả nhà. Nhưng mà Sang cũng cảm giác càng hiểu được là khi về già mình cần cái gì, cần một chút yên tĩnh, một chút yêu thương của người thân. Mình biết nghĩ được như vậy thì cha mẹ mình như thế này, cha mẹ mình cũng thế thôi ha, cần một chút yên tĩnh, cần một chút cái tình thương của con cái, người thân. Đó là một cái điều mà thật sự nó rất là đơn giản nhất, mà cái điều đó không thể thiếu sót trong cuộc sống của cái cõi ta bà này. Giờ nãy giờ nói chuyện hơi bị nhiều á, một khi mà bấm máy lên mà Sang mà rảnh rỗi không á, không có việc gì làm, Sang ngồi và chuyện, và chuyện mà coi như là tới sáng ngày mai. Bởi vì người ta có cái câu đặt cái tấm Sang nhiều chuyện là vậy. Cả nhà cũng thông cảm. Bây giờ là đây là đoạn đường mà mình đi chở má Mi với là vợ mình, với mấy đứa con mình, kể cả bé Châu con của mình cũng dắt đi theo chơi trong cái tháng hè đó. Thì có được vài ngày để mà nghỉ ngơi, thư giãn với bên gia đình. Đó là điều mà thật sự ai cũng phải có cái nghĩa vụ và trách nhiệm phải làm cái điều đó, chứ không phải là thích là mình đi chơi. Mình đi chơi mà nó đem được cái hạnh phúc cho gia đình thì chúng ta nên đi. Còn đi mà chúng ta không đem được cái hạnh phúc cho gia đình, mà đi chơi cái mà để đem về cái sự phiền não cho gia đình, thì Sang khuyên các bạn trẻ đừng nên. Đó thì hiện tại bây giờ Sang đang chạy trên con đường quốc lộ 20 cả nhà. Quốc lộ 20 quá quen thuộc với là quý vị khán giả trong và ngoài nước. Thì đường này để đi về Lâm Đồng thì Sang đang tiến dần vô Bảo Lộc, sau đó Sang mới tới Đức Trọng rồi mới vô Lâm Đồng. Alo, có gì không con? Chết rồi, bây giờ chú đi nghỉ sợ hai cho gia đình đi du lịch rồi. Con thuê đỡ người ngoài đi nha. Alo. Chết trôi nữa nhờ Sang. Bây giờ Sang đi dành thời gian cho gia đình rồi. Rồi alo. Chào. Alo. Như ổng chết trôi chút mà sáng giờ đêm mà không được chơi, người cũng nghe nói chút ngày gì đó. Thì cũng trái thì tìm được cái chết trôi giùm á chú Tám. Bây giờ chú mới nghỉ xã hơi để chở gia đình đi du lịch rồi con ơi, con thông cảm đi, con thuê bên ngoài nha. Dạ, nói chung thuê cũng mấy mà con bên đây nó bây giờ chú đi du lịch rồi làm thử chú không còn cách nào để giúp. Nếu chú có ở nhà là chú sẵn sàng chú giúp. Thông cảm nha. Rồi rồi rồi. Đó nào cái gì? Mình đi du lịch thật sự ra rất là nhiều cái hoàn cảnh để gọi vô giúp đỡ. Ví dụ giờ vận chuyển bệnh nhân thì Sơn để mấy em tài xế đi vận chuyển bệnh nhân, còn mấy vụ chết trôi đổ này kia phải có Sang có mặt đó. Mình mới điều động mấy anh em để hướng dẫn mấy anh em làm, còn không có Sang có mặt là không thể nào làm. Tại vì này liên quan tới vấn đề mà pháp lý để mà hỗ trợ cho người thân của người ta, rồi hỗ trợ bên ban ngành, bên phía công an để mà khám nghiệm tử thi đó, khi mà mình tìm được xác. Và với vấn đề chỗ mà sông nước mà nó sử dụng cano để mà đi tìm xác chết thì phải có Sang có mặt để mà Sang hướng dẫn mấy anh em làm theo quy trình để thứ nhất là đảm bảo an toàn cho chính bản thân của mấy anh em và Sang đó. Cái thứ hai mình được an toàn là mình đi giúp cho người ta. Mà nếu mà không có Sang thì Sang không thể nào cho mấy anh em lực lượng đi làm được. Tại vì cái đó nó cực kỳ là nguy hiểm. Và thứ hai nó hôi thối. Còn nếu mình làm không khéo nó làm ô nhiễm cái khu vực ở đó. Đó. Và ảnh hưởng tới người khác.
tuy rằng mình giúp người ta, nhưng mà mình giúp làm sao mình đừng làm cái gây ảnh hưởng cho cái môi trường bên ngoài, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của những anh em đồng đội nữa đó. Thì cho nên thì cái nào mình làm được, nằm trong khả năng mình có mặt được thì mình làm, còn mà mình đã đi rồi thì mình không thể nào dám nhận làm bậy bạ để mà cho mấy anh em tự đi, nó rất là nguy hiểm. Thì khi quý vị biết rồi, xuống sông nước rồi mặc áo phao rồi những cái mà trang bị an toàn cho bản thân của mấy anh em thì Sang đã trang bị hết rồi, nhưng Sang không có yên tâm mà để mấy anh em đi một mình đó. Bất kỳ mọi cái chuyện gì, dù nó gian nan hay là nó nguy hiểm cỡ nào, Sang phải đều có mặt. Sang không để cho mấy anh em đi một mình như vậy, Sang không yên tâm đó. Như quý vị thấy đi chơi là thấy vậy chứ đó, bà con nhờ giúp là liên miên luôn. Những cái nào nhỏ nhỏ là mình giúp được, còn mấy nào mấy vụ lớn mình giúp không được là mình từ chối ngay. Rồi bây giờ thì mình đã đi tới, đây là được gọi là chợ Đại Lào đó. Cái chợ này là chợ cũ ngày xưa đó. Vừa qua khỏi đèo chuối là chúng ta tới chợ Đại Lào, một trong những cái con nó còn hình hài của ngày xưa, thời trước cái thời mà 1975. Thì hiện tại hồi xưa thì cái con đường quốc lộ 20 này nó hơi vắng, nhưng mà khoảng chừng 15 năm đổ lại đây, khoảng 15 năm đổ lại đây thì người ta di cư về cái con đường quốc lộ 20 này khá là nhiều, để mà ta mua đất đai, người ta xây dựng nhà cửa để mà sinh sống, làm ăn phát triển kinh tế rất là nhiều. Vì sao? Lý do trên con đường quốc lộ 20 mỗi ngày mật độ dân cư nó càng tăng, và cái thành phố Đà Lạt mỗi ngày càng tăng, do là cái điểm nóng đó, là cái điểm mà khu du lịch từ xa xưa tới giờ đó là cái thành phố Đà Lạt. Thì biết bao nhiêu người dân ở trên nước Việt Nam chúng ta đều đổ về Đà Lạt, kể cả nước ngoài đó, để mà ngắm những cái vẻ đẹp ở Đà Lạt. Cho nên thì bây giờ từ ở những cái dọc đường quốc lộ, kể cả luôn về cái thành phố Đà Lạt, thay đổi quá nhiều, thay đổi về cái mật độ dân cư sống quá nhiều, nó không còn cái cảnh mà mỹ quan đẹp quan sơ như ngày xưa nữa. Thì nơi nào mà có người ở nhiều thì nơi đó thì cái cảnh thiên nhiên nó không còn là cái tự nhiên như ngày xưa đó. Nó có một cái bàn tay con người nhúng vô thì nó sẽ thành một cái vẻ đẹp nó khác đi. Ngày xưa quý vị thì đến với thành phố Đà Lạt thì quý vị cũng thấy rồi, cái vẻ đẹp của hoang sơ tự nhiên và nhìn là thơ mộng. Bây giờ là nhà cửa mọc như nấm, người dân nhập cư ở các nơi về để mà sinh sống, thì cái mật độ môi trường mỗi ngày nó cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, rồi kể cả những cảnh quan luôn. Thôi Sang chỉ có nhiều chuyện tới đây nha cả nhà. Thì bây giờ Sang tập trung để mà chạy. Đây là đường vô khu dân cư mà hồi xưa đi cái mấy con đường này thì dễ. Bây giờ quý vị thấy không, một cái đường đèo dốc mà một chiếc xe tải này nó chở nặng, nó bò một cái là nguyên một dây bò theo luôn. Mà con đường này á, hồi lúc trước chạy dễ lắm nha, bây giờ dân cư nó đông nè ha. Đó, nó chạy mãi càng mà nó chạy khủng khiếp không. Đó. Dân cư đông, người đông, mà đường á thì nói chung á là nó cũng hạn chế tốc độ tối đa. Cho nên á, mà bây giờ mà hôm mà đi du lịch ở Đà Lạt á, nói về mà chạy con đường đi đến thành phố ngàn qua chán vô cùng, chán là biết sao, bò không à, không có chạy được. Thứ nhất là quy định tốc độ cứ 60, lâu lâu có chọc lên chút là có 80 xong xuống 50 40 60, cứ thế bò hoài mà gặp dốc nữa đó. Còn mà anh nào gấp đó lấy vô giống vậy là xong, lát lên trên kia ăn biên bản. Cho nên là nếu mà đi Đà Lạt hồi xưa thì rất là thích đi bon chạy phải re, bây giờ là chán ngấy luôn. Đi một tiếng đường Đà Lạt nó dài như cái sợi dây dài thòng lọng.
đó, tại vì còn bị mà cái quy định tốc độ cũng đúng thôi, quy định tốc độ cũng đúng thôi, do mật độ dân cư và nhiều ở quá nhiều luôn, cứ chạy chút xíu là tới khu dân cư, chút xíu là tới khu dân cư, cho nên là không thể nào chạy được, nó buộc phải bò chìm miên khó lửa luôn, hàng trăm cây số. Đó là một trong những cái nỗi ám ảnh của mấy anh nghề tài xế, rất là sợ những cái nơi nào mà bò như vậy. Đứa giấc bò nó lâu làm cho người tài xế dễ bị buồn ngủ, mà anh nào mà muốn mà lách da dịp vô thì đi chuyến về là tối thiểu có 2-3 tờ biên bản bỏ túi, coi như là mất tháng lương rồi đó, tội nghiệp thì sao chứ bộ. Rồi bây giờ thì đã, quý vị đã vô tới đây là thành phố Bảo Lộc nha cả nhà. Sang nhắc lại, đây là vô tới thành phố Bảo Lộc. Thì thành phố Bảo Lộc, bây giờ Sang mới tới cái ghìa của thành phố Bảo Lộc thôi nha. Đó là quý vị thấy cái nhà cửa nó nhóc luôn. Vô tới trong thành phố nó còn nhiều dày đặc luôn, dày kính luôn. Rồi một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở cái video sau nha cả nhà. Sang sẽ review những cái món ăn ở Đà Lạt, những cảnh đẹp Đà Lạt gửi đến cho quý vị khán giả cùng với Sang để mà ngắm lại cái vẻ đẹp của Đà Lạt năm 2022 có những gì và có cái gì hay, có cái gì mới, có cái gì độc, có gì lạ, có cái gì bất ổn, có cái gì không được ổn. Sang sẽ trình bày cho quý vị vào những video kế tiếp nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.